quý vị, liên quan đến nữ công an gây rối tại sân bay Tân Sơn Nhất, ngày 24 tháng 8, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định 1929 về việc cấm vận chuyển 12 tháng bằng đường hàng không với hành khách Lê Thị Hiền. Cụ thể, bà Lê Thị Hiền, sinh năm 1983, trú tại quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, bị cấm vận chuyển 12 tháng tính từ ngày 27 tháng 8, 2019 đến hết ngày 26 tháng 8, 2020 và kiểm tra trực quan bắt buộc 12 tháng tiếp theo tính từ ngày 27 tháng 8, 2020 đến hết ngày 26 tháng 8, 2021. Bà Lê Thị Hiền là hành khách đi chuyến bay VN248 Sài Gòn-Hà Nội ngày 11 tháng 8 2019 đã có hành vi vi phạm trật tự công cộng, kỷ luật, gây rối tại cảng hàng không, sân bay và bị xử phạt vi phạm hành chính 200.000 đồng theo quyết định số 002-2055 ngày 17 tháng 8 2019 của trưởng đồn công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Hành vi vi phạm nêu trên của bà Lê Thị Hiền bị cấm vận chuyển có thời hạn bằng đường hàng không và kiểm tra trực quan bắt buộc theo quy định tại các điểm A và E khoảng 1 điều 18 Nghị định số 92/2015 ngày 13 tháng 10 2015 của Chính phủ và khoảng 3 điều 60 Thông tư số 13/2019 ngày 29 tháng 3 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam chỉ đạo các cảng hàng không, sân bay kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ giấy tờ về nhân thân của hành khách sử dụng đi tàu bay để phát hiện, ngăn chặn kịp thời bà Lê Thị Hiền và kiểm tra trực quan bắt buộc theo thời hạn nêu tại điều 1. Cảng vụ hàng không miền Bắc, miền Trung, miền Nam thông báo bằng văn bản đến công an, hải quan cửa khẩu hàng không và các hãng hàng không nước ngoài thuộc địa bàn quản lý để biết và thực hiện, kiểm tra giám sát việc triển khai thực hiện. Liên quan đến việc nữ hành khách Lê Thị Hiền là cán bộ công an quận Đống Đa gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất đang được dư luận quan tâm. Trao đổi với phóng viên Chuyển động 24 giờ, Trung tướng Đoàn Duy Khương, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết đã chỉ đạo trưởng công an quận Đống Đa đình chỉ công tác 30 ngày đối với nữ cán bộ này kể từ ngày hôm nay. Theo Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, sự việc trên không chỉ gây mất an ninh trật tự sân bay mà còn làm ảnh hưởng đến hình ảnh của lực lượng công an nhân dân. Cơ quan công an sẽ điều tra làm rõ để có căn cứ xử lý. Được biết, bà Lê Thị Hiền là cán bộ xử lý hành chính của đội cảnh sát giao thông trật tự phản ứng nhanh thuộc Công an quận Đống Đa, Hà Nội. Trước đó, thì đồn công an sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã quyết định xử phạt hành chính người này số tiền là 200.000 đồng do gây mất trật tự tại sân bay Tân Sơn Nhất.